Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ sáu rồi thì các bạn cũng biết thuần sắp sẽ nói gì như thế nào mà theo cái kênh thường xuyên cũng đã biết là Thuận lại sẽ nói là một tuần nó trôi qua rất là nhanh các bạn chúng ta lại một lần nữa đến gần cuối tuần rồi và hôm nay là một ngày mà nói chung đó không tốt cho nhiều thị trường các bạn à, chúng ta cũng đã chứng kiến là giá của bitcoin cũng đã có một sự điều chỉnh tiếp tục các bạn chúng ta cũng đã có cái sự kỳ vọng là đầu tuần này sẽ có sự đột phá và đạt đỉnh mới chúng ta đến rất là gần các bạn nhưng mà cuối cùng nơi chúng ta cũng đang thấy có một cái sự điều chỉnh riêng về Bitcoin và altcoins thì hôm nay cũng là một màu đỏ các bạn nhưng mà không phải riêng về crypto mà cả thị trường tài chính hôm nay đã có một cái sự điều chỉnh tiếp tục để thông chia sẻ một số thông tin với các bạn để các bạn nắm được tình hình tại vì hôm nay đây chúng ta là một ngày mà sẽ có dày đặc thông tin cho bạn trước hết thì các bạn có thể nhìn thấy được là cả ba chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc ngày hôm nay là một màu đỏ và thật ra hôm nay đây chúng ta thấy có rất nhiều những cái cổ phiếu giảm mạnh chúng ta có chỉ số Nasdaq đó thì giảm 2.76% các bạn. Đây là một cái chỉ số mà có nhiều cái công ty công nghệ trong đó và có cái sự tương quan gần đây với giá của Bitcoin nghĩa là cả hai đi cùng một xu hướng. Thì chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Nasdaq giảm thì ngày hôm nay Bitcoin tiếp tục có một cái sự điều chỉnh. Nhưng mà hiện bây giờ đây thì vẫn hơn 70.000 đô. Cách đây vài tiếng đó thì giá Bitcoin cũng đã có một thời gian ngắn xuống dưới 70.000 Bây giờ chúng ta cũng đã mức là khoảng 70.100 đô lúc mà làm video này. Chúng ta cũng nhìn thấy được là chỉ số S&P 500 thì giảm 1.86% và Dow Jones sẽ giảm 0.9. Điều mà các bạn cần phải nghĩ đến là cả ba chỉ số này đã có một sự tăng trưởng mạnh thời gian gần đây và đạt đỉnh mới. Cũng giống như là Bitcoin của bạn đã có một sự tăng trưởng mạnh lên tới mức là 72-73.000 đô. Hiện bây giờ chúng ta vẫn đang nói tới là Bitcoin trên 70.000 đô các bạn. Mỗi lần mà có một cái sự điều chỉnh cho dù là giá tăng mạnh cho mấy rồi sau đó có có một sự điều chỉnh thì mọi người đều muốn biết là chuyện gì đã xảy ra các bạn trên căn bản đó có thể là chúng ta cũng không có một cái thông tin nào ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả chỉ đơn giản là thị trường cần phải ngồi lại sau khi đã có một sự tăng trưởng mạnh và đương nhiên chúng ta sẽ nói tới nhiều những cái thông tin lớn ngày hôm nay để các bạn nắm bắt được tình hình nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là hiện bây giờ ra hợp đồng tương lai như là pre market thì cả ba chỉ số đã xanh trở lại một chút các bạn chúng ta có chỉ số nasdaq futures hiện bây giờ đang có sự tăng trưởng trở lại là 0.3 phần trăm chỉ số s &P thì tăng 0.12% và Dow future thì cũng không đi nhiều các bạn tăng nhưng mà nhẹ mà thôi là 0.06% thì chúng ta cũng nên biết là ngày mai đã lại có hai thông tin lớn mà chúng ta đang chờ đợi thứ nhất đó chính là phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ và thứ nhì đó chính là liên quan đến cái chỉ số việc làm được thông bố chính thức từ Bộ Lao động của Hoa Kỳ để xem coi tình hình như thế nào cho nên ngày mai thị trường lại sẽ có sự dao động các bạn chúng ta nhìn thấy được là mấy tuần qua nó thị trường đã có nhiều sự dao động và nó sẽ không ngừng ở đây đâu tôi nghĩ là những cái ngày tháng êm đềm nó cũng đã trôi qua rồi các bạn chúng ta đã đi vào một cái thời điểm mà có nhiều thông tin lớn tuần sau đó chúng ta sẽ có thông tin liên quan tới bầu cử tại hoa kỳ mới đây thôi chúng ta cũng đã đến ngày bầu cử rồi các bạn và đương nhiên đây là một cái thông tin mà sẽ có sự ảnh hưởng rất lớn đối với tất cả thị trường và chúng ta cũng sẽ có thông tin liên quan đến Fed và lãi suất cho nên cái phần trăm thất nghiệp ngày mai rất là quan trọng và tình hình việc làm ra sao nó có có sự ảnh hưởng và hôm nay chúng ta cũng có chỉ số phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ thường như chia sẻ để các bạn nắm bắt được. Chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì hiện bây giờ đã trở về mức là 70 đô 51 cent Hôm nay đã có một cái sự tăng trưởng trở lại các bạn nhưng mà nói chung nó cũng trong cái phạm vi chúng ta cũng đã biết trong vòng 2 năm qua rồi các bạn cái mức này cũng coi như là thấp cũng không có gì đáng lo lắng hiện bây giờ. Hợp đồng của vàng đó thì các bạn thấy được là hồi sáng này cũng đã có một sự điều chỉnh chung với thị trường tài chính. Bây giờ chúng ta nhìn thấy được đã trở về mức là 2.756 đô hiện tại. Chúng ta nhìn thấy được là crypto đó thì Bitcoin nói riêng thì bây giờ là 70.200 đô thì vẫn hơn 70.000. Các bạn thấy được là chúng ta rất là nhanh làm quen với một cái mức giá rồi chúng ta nhanh chóng nhàm chán với mức giá đó các bạn cách đây không lâu chúng ta xoay quanh cái mức là 61 62 ngàn đô rồi nhiều người đã lo lắng chúng ta sẽ trở về cái mức là 50 mấy ngàn đô thậm chí là về cái mức 40 ngàn đô bây giờ chúng ta ở mức là 70 ngàn đô và cách đây chỉ vài ngày chúng ta đã có một cái sự tăng trưởng sau đó, đó thì mọi người lại nhanh chóng làm quen với mức 70 ngàn đô và bây giờ lại cảm thấy nhàm chán các bạn lại muốn thấy Bitcoin tiếp tục tăng nữa và điều đó là tâm lý của nhà đầu tư chúng ta rất là mau quên hơn 70 ngàn đô là cái mức giá rất là cao trong lịch Bitcoin rồi các bạn Không có bao nhiêu ngày tháng Bitcoin hơn 70.000 đô đầu Và cái mức này đã cao hơn cả cái đỉnh của năm 2021 Đương nhiên Allcoins thì chúng ta thấy hôm nay lại tiếp tục là một màu đỏ Giảm nhiều hơn Bitcoin nói chung Nhưng mà chúng ta sẽ nói tới thông tin về Allcoins một lát nữa Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái tin tức thì trước hết á, tại sao chúng ta lại thấy có một cái sự điều chỉnh như vậy trong thị trường tài chính nói chung thì cũng không phải là một cái thông tin riêng để gì dẫn đến sự điều chỉnh hết các bạn. Chúng ta trên căn bản đã nhận được một loạt những cái công ty họ báo cáo tình hình tài chính quý 3 của họ ra sao thì có công ty tốt có công ty xấu các bạn nhưng mà có rất nhiều công ty công nghệ lớn đã không như kỳ vọng. Chúng ta cũng đã nói đến ngày hôm qua liên quan đến những công ty như là Microsoft và Meta các bạn. Một đó là những công ty này họ đã đạt được cái lợi nhuận như là kỳ vọng nhưng mà họ lại nghĩ là quý 4 này đó thu nhập sẽ yếu hơn dẫn đến cổ phiếu giảm xuống các bạn còn hai đó là họ không đạt được kỳ vọng luôn dần đến cổ phiếu giảm xuống và chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu Microsoft đã giảm 6% ngày hôm nay và cổ phiếu Meta nghĩa là cổ phiếu của Facebook cũng đã giảm 4% ngày hôm nay không phải cổ phiếu công nghệ nào cũng như vậy các bạn có những công ty họ cũng có báo cáo tốt nhưng mà chúng ta có một loạt những công ty không như kỳ vọng dẫn đến là những chỉ số chứng khoán bị ảnh hưởng và chúng ta cũng thấy được là không phải riêng những công ty công nghệ mà chúng ta nói tới những công ty crypto đó thì hôm nay là một ngày cũng rất là tệ nhất là đối với Coinbase các bạn Coinbase ngày hôm nay cổ phiếu đã giảm 15.34% mặc dù là Bitcoin hiện bây giờ đó đã hơn 70.000 đô các bạn nhưng mà cổ phiếu Coinbase ngày hôm nay lại giảm mạnh lý do là tại vì họ đã có một cái quý ba thu nhập không như kỳ vọng các bạn nhưng mà điều này đó cũng dễ hiểu mà thôi chỉ là cái kỳ vọng nó hơi cao và cái thông tin được chia sẻ từ Coinbase thì không đạt được kỳ vọng đó tại vì quý ba là một quý mà trên căn bản nó thị trường với rất là ảm đạm các bạn, không có nhiều cái giao dịch và đương nhiên không nhiều giao dịch thì Coinbase sẽ không có nhiều thu nhập và đó là lý do tại sao dẫn đến là cổ phiếu Coinbase giảm 15.34% các bạn, cổ phiếu MicroStrategy ngày hôm nay thì cũng giảm nhưng mà không đáng kể các bạn 114% à, coi như là cũng đi cùng với lại cái nhịp của thị trường nhưng mà cổ phiếu của Mara, đây là công ty đào Bịch hồi thì giảm tới 8.26% những cổ phiếu liên quan tới crypto cũng không tốt ngày hôm nay mặc dù là Coinbase đã đưa ra một cái thông báo là họ có thể mua trở lại cổ phiếu lên tới 1 tỷ đô la khi nào không nói các bạn họ nói là khi nó thích hợp thì họ sẽ mua lại thì một công ty khi mà thông báo mua lại cổ phiếu đó thường sẽ khiến cho giá cổ phiếu đó tăng các bạn tại vì đó là một cái dấu hiệu cho thấy là công ty đang ở một vị thế rất là tốt và họ nghĩ là cổ phiếu của họ trên thị trường đang ở mức giá thấp cho nên họ muốn thu mua cổ phiếu của chính mình ở những mức giá thấp, điều này sẽ làm cho những nhà đầu tư có tự tin hơn. Nhưng mà trong trường hợp của Coinbase thì cái thông tin này cũng không có giúp ích được cho cổ phiếu của họ ngày hôm nay. Và trong cái cuộc họp quý ba đó thì CEO của Coinbase Brian Armstrong thì đã đưa ra một cái nhận định là ông tin trong thời gian tới đây không biết là bao nhiêu các bạn nhưng mà ông đã so sánh với lại thị trường e-commerce có nghĩa là thương mại điện tử đó thì năm 2000 Năm 2000 các bạn nghĩa là sau khi Internet ra đời đó cũng đã mấy chục năm rồi Thì tới năm 2000 cái thương mại mà được ghi nhận ở trên Internet đó thì vẫn còn rất là thấp Khoảng chừng là 0.5% của GDP toàn cầu mà thôi và hiện bây giờ đó, thương mại điện tử đã chiếm khoảng chừng là 20% của GDP toàn cầu Thì Brian Armstrong ước tính là tương lai crypto cũng sẽ như vậy Hiện bây giờ đó, cái số lượng crypto mà được sử dụng trong thương mại điện tử đó rất là thấp luôn Khoảng chừng là ước tính là 0.5% mà thôi của GDP toàn cầu Thì trong tương lai, Brian Armstrong tin tưởng là thương mại điện tử sẽ sử dụng nhiều crypto hơn và crypto ngày sẽ càng có giá trị hơn. Nói thì nói họ vẫn có lòng tin nhưng mà cổ phiếu vẫn đâm 15% ngày hôm nay các bạn. Và với cái sự giảm giá của cổ phiếu Coinbase, các bạn nhìn thấy được một cổ phiếu khác đó thì cũng đã qua mặt về vốn hóa. Đó chính là MicroStrategy các bạn. MicroStrategy bây giờ vốn hóa ngày hôm nay là 49.54 tỷ. Trong khi mà Coinbase là cái sàn giao dịch lớn nhất của Hoa Kỳ các bạn, vốn hóa là 44 54 tỷ. Các bạn thấy được là MicroStrategy cũng đã qua mặt Coinbase rồi. Và Coinbase là sàn giao dịch lớn nhất của Hoa Kỳ và có mặt trên nhiều quốc gia các bạn. Họ kinh doanh, họ có phí giao dịch, họ có nhiều thu nhập nhưng mà cũng không bằng một công ty chỉ đơn giản là thu mua Bitcoin mà thôi. Các bạn thấy được là MicroStrategy chiến lược này đã thành công như thế nào. Cảm ơn Thuận không hiểu là tại sao những công ty khác chúng ta không nói đến những công ty bình thường đi cái đó thì có thể là họ lo lắng và họ không có can đảm để làm như vậy nhưng mà những công ty trong thị trường crypto này đúng là Coinbase họ nói là họ cũng trích một phần để mà mua bitcoin chúng ta nói tới công ty đào Marathon cũng nói là họ sẽ giữ lại phần lớn số lượng bitcoin họ đào chứ không có bán nhưng mà họ cũng không có những cái chiến lược tích lũy liên tục giống như là Michael Strategy thường không hiểu là tại sao có thể là tại vì họ không muốn mạo hiểm như vậy. Và các bạn có nên nhớ là Michael cũng đã thông báo là họ có chiến lược thu mua thêm 42 tỷ đô là Bitcoin con số rất là kinh khủng nhưng mà không phải ngay lập tức mà trong vòng 3 năm tới đây. Thì các bạn cũng thấy được là phần lớn thông tin ngày hôm nay là xoay quanh những cái công ty báo cáo quý bà và chúng ta có nhiều công ty không đạt kỳ vọng dẫn đến là những cổ phiếu đó giảm giá dẫn đến những chỉ số giảm giá các bạn và nó ảnh hưởng chung đối với trường tài chính. Nhưng mà chúng ta cũng còn một số thông tin khác nữa. Chúng ta cũng đã đang chờ đợi hai thông tin lớn ngày hôm nay và thật ra thông tin đó ngày hôm nay đã cũng đã có các bạn nhưng mà nó cũng cỡ như kỳ vọng cho nên cũng không có gì gọi là ảnh hưởng đến thị trường hết trước hết là ngân hàng nhật bản thì cuối cùng họ cũng đã quyết định là sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức là 0,25%. hai mươi nghĩ đây là điều mà nhiều người cũng đã đoán được trước đó như thường đã chia sẻ với các bạn cho nên cũng không làm mọi người bất ngờ nếu như mà họ tăng lãi suất thì điều đó rất là tệ các bạn nhưng mà ít nhất bây giờ họ sẽ giữ nguyên lãi suất chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là lạm phát pc ở hoa kỳ cũng đã có các bạn đã nhớ là mỗi tháng chúng ta có hai cái chỉ số lạm phát của Hoa Kỳ cả hai đó đều đo lường lạm phát hàng tiêu dùng chỉ là hai cách khác nhau mà thôi và Fed thì họ thích chỉ số PCE hơn và chúng ta nhìn thấy được là lạm phát PCE kết quả là mức 2,1% so với ước tính là 2,1 có nghĩa là như kỳ vọng các bạn trước đó là 2,2% Core PCE nghĩa là không tính lương thực và năng lượng đó thì mức là 2,7% đã cao hơn một chút so với ước tính là 2,6% và trước đó là 2,7%. Nếu như thường nhớ không lầm thì kết quả này nó cũng tương tự như là CPI đầu tháng Cũng như vậy các bạn chúng ta nhìn thấy được là lạm phát nhìn chung Thì đã có một cái sự giảm xuống nữa Không đáng kể cũng giảm một chút các bạn Nhưng mà Core PCE hay là Core CPI thì lại tăng nhẹ một chút Đối thuận nên thì ngày cũng không có đủ dẫn chứng để có thể là khiến Fed ra quyết định gì quá khác biệt so với lãi suất tuần sau đó Fed sẽ có quyết định lãi suất các bạn và bây giờ phần lớn vẫn nhiên về là họ sẽ tiếp tục giảm lãi suất nhưng mà chỉ giảm có 0.25% mà thôi đó là thông tin lớn ngày hôm nay và chỉ còn có 6 ngày 16 giờ nữa sẽ có thông tin đến từ Fed và đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy tuần này đã không có bất cứ quan chức nào của Fed lên đài truyền hình hay là lên những cái tòa báo tại vì họ không được nói chuyện với lại công chúng trước khi mà ra quy định lãi suất các bạn thường đó họ sẽ đi vào hai tuần gọi là black cao hai tuần đó họ không được nói chuyện với công chúng tuần sau là một tuần như thường chia sẻ đầu video nó sẽ cực kỳ quan trọng và nó cực kỳ sôi động các bạn tại vì chúng ta sẽ có những thông tin liên quan tới fed liên quan tới bầu cử hoa kỳ và nhiều những sự kiện lớn khác chúng ta sẽ nói thêm vào ngày chủ nhật tại hoa kỳ này khi mà mình làm video cho tuần mới và ngày hôm nay đó với cái sự điều chỉnh thì chúng ta đã chứng kiến 953 tỷ đô la đã bị thổi bay khỏi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ ngày hôm nay các bạn. Thị trường chứng khoán rất là lớn cho nên con số này đó không phải là một con số cực kỳ lớn trong thị trường các bạn. Nhưng mà nếu chúng ta so sánh với crypto đó thì các bạn nhìn thấy được thì crypto nó nhỏ bé như thế nào. Chúng ta có thể nhìn thấy được là vốn hóa của Ethereum chỉ có 303 tỷ đô la cộng với là vốn hóa của cái đồng kế tiếp chúng ta không tính stablecoin đi thì uh, Ethereum là 303 tỷ, chúng ta có BNB là 84 tỷ, Solana là 79 tỷ các bạn thấy cộng hết những đồng này lại thì uh, cũng không bằng <laughs> cái số lượng vốn hóa bị thổi bay khỏi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ ngày hôm nay và con số này là gần 1 tỷ các bạn trong khi mà vốn hóa của Bitcoin chỉ có 1 tỷ ba mà, mà thôi. Cho các bạn thấy được thị trường này nó, nó vẫn còn nhỏ bé khi nào khi chúng ta so sánh với lại cái Vốn hóa toàn cầu Và Happy Halloween các bạn Đây là cách mà thị trường <laughs> Chúc mừng Halloween Và hiện bây giờ đang diễn ra ở Hoa Kỳ Tại vì Halloween là ngày hôm nay các bạn Và đương nhiên chúng ta thấy được là Bitcoin thì giảm 3% Ở mức bây giờ là dưới 70.000 đồng một chút các bạn 70.985 đô Thì vẫn là một mức cao trong lịch sử Nhưng mà Allcoins thì nhiều Allcoins vẫn còn ở mức rất là thấp các bạn Và vốn hóa hôm nay của Allcoins thì giảm gần 5% các bạn. Và chúng ta nhìn thấy được là nhiều đồng đã giảm sâu hơn Bitcoin cho nên thị trường là một màu đỏ hiện bây giờ. Và chúng ta hãy nhìn sơ qua giá Bitcoin ngày Halloween như thế nào Tại vì mỗi một lần mà có ngày lễ đó chúng ta hay so sánh là những năm trước đó Thì cái giá của ngày lễ đó nó như thế nào Thì các bạn có thể nhìn thấy được là từ năm 2010 tới năm 2024 đó Chúng ta nhìn thấy giá của Bitcoin trên ngày Halloween thật sự rất là tốt Chúng ta có mức giá năm 2010 chỉ có 20 cent mà thôi các bạn Năm 2011 là tới 3 đồng 27 cent, tăng rất là nhiều lần luôn các bạn. Và chúng ta nhìn thấy được là tới năm 2012 là lên tới 11 đô cho một BTC, năm 2013 là 201 đô, năm 2014 là 337 đô. Các bạn nhìn thấy được là năm nào đó thì giá ở ngày Halloween cũng tăng cho đến năm 2014. Thì các bạn nhìn thấy được là sau đó chúng ta có mùa đông crypto Và năm 2015 đó thì giá đã thấp hơn nhưng mà không đáng kể Nói chung đó, chúng ta nhìn thấy giá năm 2014 là 337 đô Và cũng đã có lúc giá Bitcoin lên tới 1.200 đô các bạn Nhưng mà nếu như chỉ so sánh ngày Halloween đó Thì mức giá năm 2015 thì cũng cỡ đó Và thật ra chúng ta tiếp tục nhìn thì mãi cho đến Cái thời điểm năm 2021 Halloween năm đó so với Halloween năm kế tiếp Đây là cái Halloween đáng sợ nhất cho Bitcoin các bạn Tại vì năm 2021 ngày Halloween nên chúng ta có mức giá là 61.000 đô và năm 2022 là mức giá là 20.000 đô các bạn giảm rất là nhiều tại vì đó là một cái mùa đông rất là khắc nghiệt và rất là dài luôn nói chung đó thì năm 2018-19 nên thùng cảm thấy chúng ta bị tra tấn với nhiều tin tức hơn nhưng mà năm 2022 là chúng ta bị tra tấn bởi thời gian nhiều hơn các bạn và sự chán nản nhiều hơn và chúng ta cũng thấy được là khi mà zoom ra đó các bạn mới thấy được là giá bitcoin có lên có xuống hàng ngày nhưng mà khi các bạn zoom ra nhìn vào những mốc thời gian như là từng năm một thì các bạn mới thật sự thấy được là con đường tăng trưởng của bitcoin ra sao khi mà các bạn nhìn cái biểu đồ như thế này đó thì rất khó để các bạn có thể uh, hình dung được bitcoin thật sự đã như thế nào trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn tại vì nó lên cao nó xuống thấp lên cao nó xuống thấp nó cứ liên tục như vậy nhưng mà một điều mà các bạn thấy rõ ràng là bây giờ trên biểu đồ này đó các bạn cũng đã không thể nhìn thấy được những cái sự lên cao xuống thấp của cái thời điểm bear market năm 2014 và chúng ta có thể được là cái sự lên cao xuống thấp mùa bull run năm 2017 cực kỳ nổi tiếng lúc đó và sau đó mùa đông khắc nghiệt năm 2018 19 thì bây giờ nó chỉ là một cái gì đó trên màn hình giống như là một cái sự điều chỉnh mà thôi các bạn. <laughs> các bạn thấy được là càng ngày giá Bitcoin càng tăng một cách mà các bạn có thể dễ hình dung hơn về Bitcoin đã làm gì trong vòng mười mấy năm qua đó thì các bạn chỉ cần lấy như mức giá này của ngày Halloween các bạn để trên một biểu đồ rồi sau đó các bạn vẽ một cái đường thì các bạn sẽ thấy rõ hơn là giá của Bitcoin thực sự đã như thế nào Tại vì những cái mà lên cao xuống thấp đó Nó chỉ là những cái sự ồn ào mà thôi các bạn Một lần nữa Happy Halloween Không biết ở Việt Nam nó Halloween đã là ngày hôm qua Nhưng mà hiện bây giờ ở Hoa Kỳ là Halloween và ngày hôm nay không phải chỉ riêng là ngày Halloween các bạn Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của October và đã kết thúc rồi Thì cuối cùng đó, October cũng đã không hổ danh các bạn Và cho chúng ta có sự tăng trưởng là 11% Chính thức mươi là 10.99% dựa theo con class Thì cái phần trăm này đã coi như cũng trung bình Nó không phải là cái phần trăm cực kỳ nhiều như là năm ngoái là 28% các bạn Nhưng mà tăng 11% vẫn là phần trăm rất là tốt Và trung bình thì quý 4 là một quý rất là bullish cho giá của Bitcoin các bạn Chúng ta đã có tháng 9 rất là tốt Tháng 9 thì tăng 729% Là cái tháng 9 tốt nhất trong lịch sử các bạn Chúng ta kế đó có tháng 10 cũng rất là tốt Giống như năm ngoái các bạn Chúng ta có tháng 9 tăng rồi tháng 10 cũng tăng Và chúng ta kỳ vọng là tháng 11 tháng 12 Sẽ tiếp tục cái sự tăng trưởng này Và chúng ta thường gọi tháng 11 đó là Moonvember Và tháng 12 là Pumcember Hy vọng năm nay cũng vậy các bạn Hai tháng còn lại của năm thường sẽ cực kỳ sôi động Nhất là năm nay các bạn Tại vì năm nay là năm năm bầu cử hai tháng còn lại đó, nó sẽ có rất là nhiều thông tin luôn và ngày hôm nay đó cũng là ngày kỷ niệm Bitcoin White Paper thì vào ngày 31 tháng 10 năm 2008 Satoshi Nakamoto đã phát hành Bitcoin White Paper nghĩa là ngày hôm nay là ngày sinh nhật Bitcoin White Paper lần thứ 16 các bạn thì không như nhiều bạn nghĩ Bitcoin không phải là phiên bản 1.0 không phải là MySpace của mạng xã hội cũng không phải là AOL của Internet. Thứ thật là Satoshi đã xây dựng Bitcoin dựa trên hàng chục năm lịch sử nghiên cứu và rút kinh nghiệm từ nhiều dự án thất bại trước đó. Thì khi mà các bạn nhìn vào cái tấm hình trên màn hình các bạn mới thật sự hiểu được Bitcoin đã đến từ đâu các bạn. Satoshi không phải là người mà phát minh ra tất cả các bạn, không phải là người mà phát minh ra Proof Work hay là không phải là người phát minh ra SA256 hay là phát minh ra sổ cái phân tán. Các bạn nhìn thấy được là từ rất lâu rồi mọi người đều nghĩ đến là một cái loại tiền tệ được sử dụng trên Internet mà không thuộc quyền quản lý của bất kỳ ai. Chúng ta có những cái dự án lớn như là B Money của Waydai các bạn, chúng ta cũng có cái dự án rất là lớn trước đây đó gọi là Bitgo thường nhớ là của Nick Szabo thì các bạn Thấy được là sato sẽ là người mà đã gom góp lại tất cả những cái dự án trước đây lấy những phần mà ông tin là hoạt động tốt của những dự án mà đã từng thất bại trước đây để tạo ra bitcoin các bạn cho nên nhiều người họ không có hiểu rõ về lịch sử của bitcoin họ chỉ nói Bitcoin đó là phiên bản đầu tiên à, cho nên sẽ thất bại cũng giống như là MySpace của mạng xã hội hay là AOL của Internet. Không phải các bạn, Bitcoin đã là cái phiên bản rất là lâu sau này rồi, sau rất là nhiều phiên bản đã không thành công trước đó. Và sự thật đó thì từ ngày Bitcoin ra đời, thế giới vẫn như vậy các bạn, những ngân hàng vẫn tiếp tục sụp đổ, cũng mới được sụp đổ năm 2023, tiền tệ về mức giá và chiến tranh vẫn tiếp diễn. Nhưng mà chỉ có giá Bitcoin là thay đổi điều thú vị hơn đó những người nào mà đã từng đọc Bitcoin Whitepaper hay là nếu chưa đọc đó thì các bạn nên đọc bằng cách là bấm vào cái link à, thường có chia sẻ bài này trên tất cả mạng xã hội các bạn bấm vào để các bạn có thể đọc được cái phiên bản tiếng Việt cái văn bản, bản này nó cũng không có nhiều được các bạn khoảng chừng là chín trang mà thôi nhưng mà thật ra đó, các bạn chỉ đọc khoảng chừng là hai ba trang thôi tại vì chúng ta có rất là nhiều những cái hình minh họa và những cái mã nguồn các bạn đọc đại khái để có thể hiểu được những gì đã được viết bởi Satoshi các bạn và đương nhiên đây là cái uh, tấm hình lịch sử các bạn tạo ra tất cả khi mà ông đã đăng vào ngày 31 tháng 10 năm 2008 cái phiên bản này trên diễn đàn để cho mọi người bắt đầu đọc và nó đã kích hoạt những gì chúng ta biết ngày hôm nay. Và nếu các bạn đọc cái văn bản này thì các bạn có thể thấy được là các bạn đi tìm kiếm cái từ 21 hay là con số 21 thì các bạn sẽ không kiếm được. Thì uh, các bạn có thể thấy được là trong cái văn bản white people của Bitcoin chưa bao giờ đề cập đến tổng nguồn cung là 21 triệu. Nếu bạn hiểu tại sao người ta nói là Bitcoin có giới hạn là 21 triệu thì bạn sẽ hiểu Bitcoin hơn phần lớn mọi người. Nhưng mà nào mà hiểu hẹn comment bên dưới. Và nói thật đó, thì phản ứng ban đầu khi mà thường đọc Bitcoin White Paper cách đây nhiều năm thì nghĩ nó là nhảm nhí các bạn. Phản ứng ban đầu khi mà Sailor nghe về Bitcoin thì nghĩ là ngày tàn của Bitcoin sẽ sớm thôi. Và có một cái thuyết rất nổi tiếng các bạn của Michael Saylor về cái câu nói này và phản ứng ban đầu của cựu tổng thống Donald Trump về Bitcoin là lừa đảo khi mà ông còn là tổng thống. Bitcoin là một trong những thứ hiếm hoi trong cuộc sống có thể khiến cho bạn có thể thay đổi suy nghĩ từ cực này sang cực khác, từ cực hoài nghi đến cực tin tưởng. Satoshi đã từng nói nếu bạn không tin hoặc là không hiểu, tôi không có thời gian để cố thuyết phục bạn. Người muốn hiểu sẽ tự hiểu các bạn, người hoài nghi sẽ mãi hoài nghi. Và Michael Saylor cũng đã từng nói mọi người sẽ mua Bitcoin mức giá mà họ xứng đáng. Có nghĩa là cái ngày mà bạn hiểu về Bitcoin và bạn bắt đầu tin tưởng và thu mua thì cái mức giá đó là cái mức giá mà bạn xứng đáng. Giống như là thuần không hiểu Bitcoin. Cái lúc mà Bitcoin chỉ có 20 cent hay là chỉ có vài đô la các bạn những năm như là 2010, 2011, 12 thậm chí 2013, 14 thì cũng không hiểu Bitcoin. Thuần xứng đáng mua Bitcoin ở mức giá cao hơn sau này các bạn. Tại vì lúc đó thuần mới thực sự hiểu được. Nhưng mà nào mà theo cái kênh nhiều năm cũng đã từng như thường chia sẻ về câu chuyện của thuần về Bitcoin. Cách này cũng khoảng vài năm rồi các bạn hôm nay đó thì có nhiều thông tin cho nên sẽ không dành thời gian để mà chia sẻ câu chuyện của thuận đến với bitcoin như thế nào <laughs> nhưng mà nói chung đó thuận đã nghe nói tới bitcoin năm 2010 và cũng chẳng quan tâm nữa các bạn <laughs> mãi cho nên nhiều năm sau này thì mới thực sự quan tâm nhưng mà thuận nghĩ câu chuyện này là câu chuyện rất phổ biến phản ứng ban đầu của nhiều người khi mà nghe nói tới bitcoin đó chính là hoài nghi và các bạn cũng thấy được là năm nay là cái năm mà chúng ta có rất là nhiều những chính trị gia ngay cả cụ tổng thống Donald Trump các bạn cũng đã gửi lời chúc mừng đến các Bitcoiner vĩ đại của chúng ta nhân dịp kỷ niệm 16 năm ra đời của Bitcoin White Paper của Satoshi. Chúng tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến của Kamala đối với crypto và Bitcoin sẽ được sản xuất tại Mỹ, bỏ phiếu cho Trump. Đó là những gì mà Trump đã chia sẻ ngày hôm nay. Và chúng ta cũng có những người như là Patrick Henry các bạn. Đây là chủ tịch quỹ ban dịch vụ tài chính Hạ Viện. Các bạn có thể nghĩ là chúng ta đã đi sai như thế nào nếu như mà những người đã đọc Bitcoin White Paper hồi xưa năm 2008 biết được là tới năm 2024 chúng ta có những chính trị gia không những là chúng ta nói tới là những người đứng đầu của phố Wall mà cả những chính trị gia chúc mừng sinh nhật Bitcoin White Paper tôi nghĩ là họ sẽ không tin đâu các bạn chứ dù các bạn có nói với họ đây nữa họ cũng sẽ không tin tại vì chúng ta thực sự đã đi quá xa rồi và giá Bitcoin bây giờ đã là 70.000 đô mức giá có thể là nhiều người không thể tưởng tượng được các bạn và nói tới giá Bitcoin đó thì Thuận muốn chia sẻ một số điều với các bạn. Đọc những bình luận đó, thì Thuận nhận thấy là có nhiều bạn mới đến kênh. Điều này rất là tốt nhưng mà Thuận có vài lời muốn gửi đến các bạn. Một trong những điều khó nhất khi mà chia sẻ về chốt lời trong bull market và tích lũy trong bear market không phải là chiến lược mà là sự chỉ trích bạn sẽ phải đối mặt và thường sẽ đến từ cùng một người các bạn và nhất là với vị thế của Thuận là một người mà chia sẻ thường xuyên trên mạng xã hội và làm YouTube video thì áp lực đó sẽ lớn hơn và thật ra có nên chia sẻ về việc DCA hay là chốt lại hay không là một cái đề tài mà Thuận và các bạn cũng đã bàn luận rất là sau năm 2021 các bạn và cuối cùng đó thì quyết định của Thuận là Thuận nên chia sẻ nó sẽ tốt hơn với cái kênh này dài hạn. Các bạn có thể có ý kiến riêng, cái đó không thành vấn đề các bạn. Nhưng mà Thuận nghĩ là Thuận làm gì cũng nên chia sẻ với các bạn. Để ít nhất thì các bạn nghe thông tin, các bạn cũng hiểu là bản thân Thuận hiện bây giờ đang làm gì. Và thật sự đó, người từng chỉ trích bạn khi bạn tích lũy ở lúc giá thấp cũng sẽ là người chỉ trích bạn khi bạn chốt lời mức giá cao hơn các bạn có thể xem những video cũ đó của Thuận capital thời điểm năm 2022 mới đây thôi đừng có đi sâu quá vào những năm 2018 19 cho đó là lâu lắm rồi các bạn Thường chỉ nói là mới đây thôi cái chu kỳ mà chúng ta vừa kết thúc năm 2021 thì năm 2022 đó là cái năm rất là tệ và lúc đó Thuận chia sẻ rất là nhiều về việc DCA và trung bình giá vào ở những cái mức đó và các bạn có biết Thuận đã rất là tích cực lúc đó Thuận đi làm rồi tích lũy để mà tiếp tục thu Bitcoin ở những cái mức mà Thuận nghĩ là tốt để mà đầu tư dài hạn thì lúc đó cũng có rất là nhiều comment chọc quê hay là chỉ trích tại sao mà lại tích lũy những cái này giá Bitcoin sẽ xuống nữa hay là cái gì đó các bạn À, nhưng mà sự thật ra thì những người chỉ trích bạn khi bạn tích lũy lúc giá thấp cũng sẽ là những người chỉ trích bạn khi bạn chốt lời lúc giá cao hơn. Thuận đã trong thị trường này 7-8 năm rồi các bạn cho nên tôi cũng đã quen rồi. Giữ kỷ luật có nghĩa là bỏ qua những lời bàn tán và tập trung vào kế hoạch của mình. Kỷ luật là một thứ mà tôi nghĩ như bạn nào mà theo dõi kênh cũng nên nhận ra được. Thôi mọi người cũng khác kỷ luật. Nhất là đối với kênh này các bạn về việc ra video, về việc đăng thông tin trên mạng và về việc đầu tư thuận rất là kỷ luật đi theo kế hoạch của mình. Mỗi người đã có nhiều kế hoạch, vị thế và mục tiêu khác nhau, không ai có thể khuyên bạn cần làm gì ngoài trừ chính bạn. Năm 2017 đó thuần tích lũy dài hạn cho đến năm 2020. Mặc dù năm 2017 là năm chút lợi của nhiều người đã đầu tư trước đó, điều này hoàn toàn bình thường nếu bạn xác định đầu tư dài hạn các bạn thấy được là có một cái rào cản tâm lý rất là lớn à, những người mà đến sau đó các bạn thì họ luôn nghĩ là họ phải mua với mức giá cao hơn và đó là một cái yếu thế của họ những người mua trước đã có lợi thế thì cái suy nghĩ đó là một cái rào cản tâm lý và nó xuất hiện trong tất cả tài sản khi bạn sinh ra trên thế giới này bạn vừa sinh ra đó thì đã có nhiều người sinh ra trước bạn họ sở hữu hết tài sản rồi các bạn họ sở hữu những công ty lớn họ sở hữu những cái bạn hoạt động lớn họ sở hữu bất động sản họ sở hữu vàng và tất cả những tài sản các bạn biết họ đã sở hữu trước các bạn rồi nếu như các bạn có cái suy nghĩ như người sở hữu trước đó thì sẽ có cái lợi thế và bạn đến sau thì bạn mãi mãi bị thua thiệt thì đó là một rào cản tâm lý tại vì thực tế ngày nào cũng có sẽ có người mới sinh ra các bạn và thị trường tài chính thì ngày càng mở rộng hơn tiền thì ngày càng được in ra và thường không có suy nghĩ cái việc là thị trường tài chính trên căn bản là người đến trước lấy tiền từ người đến sau các bạn thôi nghĩ một cách khác đó chính là thị trường tài chính là nơi mà người không cần bán cho người cần Giống như là các bạn có nghĩ đi một người đầu tư chứng khoán thì trước đây nhiều năm nó họ đã đầu tư vào chỉ số S&P 500 lúc đó chỉ số này rất là thấp, bây giờ rất là cao rồi. Bây giờ một người mà họ chỉ mới bắt đầu ra trường đi làm mà thôi thì họ bắt đầu tích lũy thì họ sẽ tích lũy từ đâu các bạn? Những người mà đã đi trước và họ bán cho những người mà đến sau. Tại vì sao? Tại vì họ đã về hưu rồi. Thì khi họ về hưu đó họ bán để họ có thể là có tiền để mà tận hưởng những cái năm tháng về hưu của họ thì họ không cần cổ phiếu các bạn, cái mà họ cần đó chính là tiền để mà tận hưởng những cái ngày về hưu của họ nhưng mà một người mà mới đi làm thì họ cần phải tích lũy để sau này họ có thể về hưu thì cứ tiếp tục như vậy các bạn đó là cách mà thuận nghĩ thuận nghĩ nó sẽ tốt hơn là các bạn nghĩ một cách nó tiêu cực hơn là người đến trước thì đổ lên người đến sau rồi cứ tiếp tục như vậy thuận nghĩ là cách nghĩ nó tích cực hơn đó chính là người không cần bán cho người cần mà nó sẽ mãi mãi như vậy các bạn bịt cô cũng như vậy những người mà đã đầu tư trước đó năm 2013, 14, năm 2017 đó thì họ đã có lời nhiều và lúc đó họ không cần Bitcoin, khôi, họ cần tiền để làm cái gì đó để cả tiền cuộc sống của họ tại vì mỗi người đầu tư đó thì phải nên có cái lý do các bạn lý do mới là quan trọng tại vì đến cuối cùng đó thì nếu chúng ta nhìn dài hạn thì tài sản nói chung đều tăng nếu các bạn lo lắng là các bạn bán tài sản rồi lại tăng sau này thì các bạn sẽ mãi mãi không thể bán được tại vì về dài hạn là tài sản luôn tăng cái quan trọng hơn là tại sao các bạn đầu tư các bạn đầu tư để mà phục vụ cá nhân của mình, phục vụ gia đình của mình, phục vụ cái mục đích tài chính của mình chứ không phải đầu tư chỉ để đầu tư. Điều quan trọng đó là không ai biết chắc thị trường sẽ tăng hay là giảm ngày mai đâu các bạn. Nếu bạn muốn đầu tư dài hạn thì cần phải quan tâm đến quản lý rủi ro và cân bằng danh mục. Thuần áp dụng DC vào ở giá thấp và DC ra ở cái giá cao hơn như là chốt lời ở cuối năm 2020 dài cho đến năm 2021 rồi lại tích lũy tiếp tục bắt đầu từ năm 2022 quan trọng là giá trung bình mua và trung bình bán như thế nào và đây là chiến lược của riêng thuận mà thôi các bạn mỗi người có một chiến lược và không có một chiến lược nào gọi là tối ưu hóa hay là tốt nhất các bạn chỉ có chiến lược nào phù hợp với bạn hơn cũng như những lời các bạn nói tới những món ăn không có món ăn nào trên thế giới gọi là ngon nhất hết các bạn chỉ có là món ăn nào hợp khẩu vị với bạn hơn mà thôi và cứ như vậy suốt năm qua nhưng mà nào mà theo dõi kênh thì cũng đã biết rồi, đầu tư Bitcoin thật là đơn giản, đừng phức tạp hóa vấn đề các bạn. Đó là một số điều tôi muốn chia sẻ và tôi nghĩ quan trọng hơn đó là dc vào. Đây là một khái niệm mà tôi nghĩ là nhiều bạn đã hiểu nó rất là dễ hiểu nhưng mà khi đi xe ra đó, thì nhiều bạn à, lại cảm thấy lớn cứng như thế nào thường đó thì à, khi đi xe vào thuận sẽ đi xe vào cái thời gian rất là dài các bạn nói chung đó thì à, làm có tiền thuận sẽ dành tiền à, để có thể tiếp tục chung bình giá mà cứ như vậy cho đến một ngày nào đó giá nó tăng trở lại các bạn nhưng mà khi mà chung mình giá ra đó thời gian nó sẽ thường ngắn hơn Thuận sẽ thường gấp rút hơn thì làm sao để mà phân bổ vào và ra thì cái đó là tùy theo mỗi người mà thôi các bạn và làm sao biết được khi nào các bạn nên chung mình giá vào khi nào các bạn nên chung mình giá ra thì cái đó lại tùy theo mỗi chiến lược các bạn như thuận đã nói mới đây không ai biết chắc chắn thị trường sẽ tăng hay là giảm ngày mai có thể là nhiều bạn nói là mỗi lần mà thuận thông báo chút lời đó thị trường lại giảm giống như là mới đây các bạn nhưng mà thật ra thuận cũng đâu biết đâu quan tâm có khả năng là hôm nay giá đạt đỉnh mới và tiếp tục tăng trưởng nhưng mà cái đó không phải là điều thuận quan tâm các bạn cái mà thuận quan tâm đó chính là giữ kỷ luật và tiếp tục đầu tư và Thuận không có quan tâm nhiều đến cái mức giá trên thị trường là bao nhiêu, có đạt định mới hay là chưa. Cái mà Thuận quan tâm đó chính là cái phân bổ phần trăm của Bitcoin trong danh mục bây giờ đã vượt quá cái mức mà Thuận muốn hay chưa. Khi mà vượt quá cái mức đó thì Thuận sẽ trung bình giá ra để mà cân bằng lại với đầu tư các bạn. Và khi các bạn trung bình giá vào thì các bạn đã biết là các bạn càng trung bình giá vào càng lâu thì cái mức giá trung bình các bạn càng giảm xuống. Nếu như mà giá các bạn càng trung bình giá càng giảm thì cái mức trung bình các bạn sẽ giảm xuống thì các bạn trung bình giá ra cũng tương tự như vậy các bạn thấy được là giá càng tăng thì các bạn càng trung bình giá ra thì sau một thời gian dài các bạn thấy được là giá tiếp tục tăng thì các bạn sẽ tiếp tục trung bình giá ra tại vì các bạn cân bằng lại danh mục của các bạn thì cái mức giá bán các bạn sẽ ngày càng cao hơn quan trọng là mức giá trung bình mua và bán các bạn bao nhiêu thương vừa chia sẻ các bạn chốt lời có nghĩa là các bạn đổi ra thành đồng đô la hay bất cứ đồng nào để các bạn làm việc các bạn cần làm mục đích các bạn đầu tư là gì thì các bạn sử dụng tiền để mà làm cái đó chứ không phải là khi các bạn chúc lời chỉ đơn giản là để mua lại ở mức giá thấp hơn tại vì không ai biết chắc chắn được ngày mai sẽ ra sao các bạn chỉ có thể là quản lý do của mình và có kỷ luật với chiến lược của riêng mình mà thôi đây là một số cái tâm sự Thùng muốn chia sẻ với các bạn tại vì thường thấy là có nhiều bạn có câu hỏi ở bên dưới cho nên Thùng muốn dành thời gian để mà chia sẻ rõ hơn với các bạn nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin khác, nhất là liên quan tới bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ thì JP Morgan cũng như là nhiều công ty tài chính các bạn họ cho rằng là nếu như Trump chiến thắng tuần sau thì đây là động lực thúc đẩy nhu cầu mua Bitcoin và vàng vì các nhà đầu tư lo ngại về sự suy yếu của đồng đô la về lâu dài đó thì thuận nghĩ là sự suy yếu của đồng đô la là yếu tố thúc đẩy những nhà đầu tư tìm đến những cái tài sản lưu trữ giá trị như là bitcoin và cả vàng. điều này đúng, bất kỳ ai thắng cử các bạn nhưng mà trong ngắn hạn thì chiến thắng của trump sẽ là tin tức rất tích cực cho crypto, tại vì các bạn thấy được là ông rất ủng hộ thị trường này. Thì có một số người nói là lý do tại sao mà chúng ta chứng kiến giá có cái sự điều chỉnh xuống là tại vì à, trước đây đó thì cái phần trăm tháng của Trump rất là cao, bây giờ phần trăm tháng của Trump điều chỉnh xuống các bạn à, thì khiến cho thị trường là một màu đỏ thì cũng không hẳn đâu. Nếu như mà chúng ta nhìn vào những gì mà được chia sẻ bởi Trump đó, thì các bạn thấy được là nếu như thị trường thật sự nghĩ là Trump thắng tốt cho thị trường crypto và cái suy nghĩ đó nó đã tính luôn trong giá rồi thì tại sao mà Ether không tăng mạnh các bạn tại vì Thuận thì nghĩ là những cái đồng như là Ether và những đồng altcoins thì lại có cái lợi ích tốt hơn nếu như mà Trump thắng tại vì cụ thôi Trump đã lên tiếng nói là ông sẽ cải tổ SEC các bạn, ông sẽ sa thải chủ tịch Gary Gensler và sẽ thông qua những cái quy luật tốt cho crypto ở Hoa Kỳ và các bạn cũng nên biết là vấn đề pháp lý ở Hoa Kỳ không phải nằm ở Bitcoin tại vì Bitcoin là một hàng hóa rồi. Xưa nay đâu có ai nói Bitcoin là chứng khoán hay gì đâu các bạn. Phần lớn là liên quan theo những cái altcoins và những cái bằng hoạt động của những sàn giao dịch. Thì nếu như mà trong thắng đó thì nó sẽ tốt cho altcoins hơn và điều này đã vẫn chưa có thật sự tính vào giá tại vì nếu không đó thì y tưởng phải tăng cho các bạn. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây. Thì hiện bây giờ đó Tình hình bầu cử như thế nào? Chúng ta chỉ còn có 4 ngày nữa thôi đã đến ngày bầu cử được các bạn thì tuy theo các bạn nhìn vào trang web nào Marketing là một trang web cá cược được nổi tiếng các bạn thì hiện bây giờ là chúng ta thấy được là phần lớn 63.5% là nghiêng về Trump chỉ có 36.5% là nghiêng về Harris mà thôi nhưng mà gần đây đó thì các bạn thấy được là cái phần trăm của Harris đã có một cái sự tăng trưởng cho lên đương nhiên đây chỉ là một trang web cá cược mà thôi các bạn và trang web này đó thì theo quy định là không cho người Hoa Kỳ tham gia vào tôi không biết là bao nhiêu người sử dụng VPN để mà tham gia nhưng mà nếu chúng ta nhìn chung đó, thì tình hình của những trang web cá cược như là chúng ta nói tới là Betfair hay là Smartkit, Predicted hay là Kashi thì tính luôn cái Poly Market. Trung bình đó, thì chúng ta nhìn thấy được là những trang web cá cược nhiên về Trump 59.7% và chỉ có 39.8% là nghiêng về Harris mà thôi. Nhưng mà những cái trang web mà họ chuyên về thống kê khảo sát đó, thì các bạn nhìn thấy được là họ lại nghiêng về Harris hơn là 48.4% phần trăm và Trump là 47.2%. Nói chung đó thì tình hình tuần sau ra sao không ai có thể nắm rõ được 100% hết các bạn. Nhưng mà sẽ là một tuần rất là sôi động. Chúng ta còn vài thông tin lớn nữa rồi muốn chia sẻ với các bạn. Trước khi mà kết thúc video này thì chúng ta cũng đã thấy là giám đốc tài chính của bang Florida Jimmy Petronas đã tiết lộ đó là tiểu bang Florida đang nắm giữ khoảng 800 triệu đô la trong các khoản đầu tư liên quan đến crypto trong danh mục đầu tư của họ. Và các bạn có thể nhớ là người này ngày hôm qua đó cũng đã gửi một lá thư trong đó nó khuyến nghị hội đồng quản trị của bang Florida nên cân nhắc để lấy một số tiền trong cái quỹ hưu trí của Florida đa dạng hóa đầu tư vào Bitcoin thì hôm nay đó ông nói là trên căn bản đó cái quỹ của Florida mà ông quản lý cũng đang nắm giữ khoảng 800 triệu đô la những khoản đầu tư liên quan crypto rồi nhưng mà quỹ hưu trí thì vẫn chưa đó là điều mà ông muốn thì ông cũng đã được mời lên trên đài CNBC các bạn và các bạn nhìn thấy được là bây giờ đó những ai mà đột ngột ủng hộ Bitcoin thì lại được nổi tiếng các bạn giống như là trước đây chúng ta đâu có biết là người này là ai đâu nhưng bây giờ Jimmy Patron là một người mà nhiều người biết đến trong cuộc phỏng vấn này CNBC Joe Kerner cũng đã hỏi tại sao mà Jimmy Patron lại muốn tiểu bang Florida lấy một phần tiền từ quỹ hưu trí để mà đa dạng hóa cho Bitcoin thì ông xem Bitcoin là một cơ hội chiến lược dài hạn và ông nói là crypto sẽ tiếp tục mở rộng và tôi nghĩ chúng ta sẽ là kẻ ngốc nếu như mà không chuẩn bị làm mọi thứ để có thể khai thác các cơ hội ở đó. Nếu bạn không chú ý đến điều đó, bạn đang phạm sai lầm. Để thường chia sẻ cái clip này với các bạn. Nó cũng hơi dài một chút nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ mang đến nhiều giá trị. Brothers. Great to be with you, Joe. This, uh, I guess, is uh, in response to some, um, I guess, comments from former President Trump regarding a U.S. strategic uh, crypto reserve, which Interestingly, would follow um, something that we've seen in Wisconsin uh, in Michigan, and you sent a letter to the state board of administration. Uh, I guess, sort of pitching this idea. It's not something that that uh, that I guess a lot of people think is uh, with the fiduciary responsibilities of state pensions. They don't maybe always think of crypto or Bitcoin uh, in that respect. Why do you? Well, crypto is not going anywhere. It's not going to contract. It's going to continue to be expanding. And I think we'd be a fool if we're not prepared to do everything we can to harness the opportunities there. Yes, I'm a fiduciary over the state's pension funds, and I need to make sure that the legislature is armed with all the tools and resources. So I put it to our SBA investment team. Let's get all the tools on the dashboard. Let's look at everything that we can do to possibly leverage this opportunity. I'm very bullish on Florida. You could probably figure that out by now. But as we had 400,000 new net Floridians come to Florida last year alone, our state's reserves are four times now higher than they were in 2020. So again, we're in a good place. I like to uh, pay down debt. I see there's an opportunity that's very bright with Florida's future. But we need to be prepared for what crypto can bring to our investment portfolio. Do you think China is is Trying to fool the rest of the world into thinking they're not interested in crypto. I mean, they, they've you know in the past they've said some negative things about Bitcoin. You you think we need to stay ahead technologically, and that China, in fact, is making and is interested in making inroads into crypto. No, look, if you're not paying attention to it, you're making a mistake. It is it is real. It's not going anywhere. I mean, I'm, I'm, again, like I said, I'm very bullish on Florida. You know, we saw a surge of of cryptocurrency interest and activity, as we had 2020 in Miami. I, I, look, I think that one point you're going to see Miami as the crypto capital of the world. But I'm going to continue to push forward to make sure that we're doing everything possible to take advantage of this. It's it's not emerging; it's here. Jimmy, this is a, an interesting uh, just a, a quote. Recently, Governor DeSantis also leaned forward to protect the personal finances of Floridians from government overreach and woke corporate monitoring and by signing legislation to fight back against the central bank digital currency cbdc so you're actually looking at this uh, the cbdc is a centralized uh, currency which is sort of the antithesis to what crypto or bitcoin uh, aims to be so th there's, there's a, a sort of a tinge of some political rhetoric uh, in that in that comment there, so you think that the government's going to continue to print too much money? You think Bitcoin is a way for Floridians to, to maintain purchasing power? Thank you for making those points because that's exactly where our head is on this. We look at the, the, the failed policies of Washington. Uh, you know, I hope President Trump is going to be able to turn around, but I don't think it's going to happen overnight. He's, uh, he's walking into a real mess but we need to be able to to be able to have a hedge against this massive overreach by the federal government with a centralized currency look I I don't want the federal government knowing when my son went to the grocery store to go buy a bag of doritos at 2:15 in the afternoon so we need to have some protections in place and I think where we make it a, a welcome and interesting expansion of, of dialogues in Florida and maybe even a greater expansion we have about 800 million dollars in crypto related investments in our state portfolio but i would not be shocked to be able to see that growing under a trump administration in the near future Chúng ta bây giờ hãy dành thời gian. để mà nói tới tình hình dòng tiền của Bitcoin và ETF như thế nào các bạn Thì như mà nào mà theo đi thường xuyên đó, thì chắc cũng đã biết là phần lớn những ETF nó hoạt động cũng giống như là những nhà đầu tư thông thường các bạn Tại vì trên căn bản họ là một công ty quản lý quỹ và hàng ngày đã có người mua và có người bán Và những người mua và bán đó, đó thì một phần lớn cũng là những người đầu tư thông thường mà thôi Họ sẽ có những cảm xúc như là FOMO và sợ hãi Thì nghĩ như vậy đó cũng dễ hiểu tại sao mà những lúc mà thị trường sôi động giá tăng Giống như trong vòng một tuần qua đó chúng ta thấy được là những quỹ này là có dòng tiền dương và cũng có thể nghĩ là hôm nay đây ngày mà chúng ta có sự điều chỉnh sẽ dẫn đến một số người bán có dòng tiền âm thì đó là đúng với tất cả các quỹ các bạn các bạn nhìn thấy được là chúng ta nhìn những quỹ không tính lát rót đó thì cái dòng tiền ra vào nó cũng rất là hợp lý với cái chu kỳ tâm lý trên thị trường các bạn và với là cái sự sợ hãi và tham lam trên thị trường ngoại trừ BlackRock Các bạn thấy được là hôm nay đây chúng ta có hàng loạt các quỹ có dòng tiền âm Chúng ta có Fidelity, Bitwise, Ark Invest vân vân Và có dòng tiền âm là 286 triệu Nhưng mà chúng ta lại nhìn thấy được là BlackRock lại có dòng tiền dương là 319 triệu có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là ngày hôm nay đã kết quả cuối cùng thì chúng ta ít nhất cũng có một dòng tiền dương nho nhỏ các bạn, khoảng chừng là 33 triệu. Nói chung đó thì cái số lượng bán ra ít hơn một chút so với cái số lượng thu mua từ BlackRock các bạn có nghĩa là một mình BlackRock lại gánh cả thêm các bạn và đây là một trong những điều mà thằng cũng suy nghĩ gần đây và cũng đã từng chia sẻ với các bạn BlackRock hiện bây giờ là đồng minh của chúng ta tại vì các bạn nhìn thấy được là CEO là một người mà có sức ảnh hưởng và ông rất là ủng hộ Bitcoin và Crypto hiện bây giờ và chúng ta cũng thấy được là BlackRock là một cái quỹ mà hoàn toàn khác họ cứ thu mua và thu mua và thu mua cho dù tình hình trường ra sao không giống như quỹ còn lại nếu như mà chúng ta nhìn như vậy đó thì nó không có bình thường các bạn không thể nào các bạn nhìn như vậy mà cảm thấy nó bình thường được tại vì những quỹ còn lại chúng ta có ngày dương ngày âm tùy theo trên thị trường ra sao các bạn đây chỉ là tính từ ngày 14 tháng 10 tới bây giờ mà thôi khi mà nhìn xa ra các bạn nhìn thấy được là những cái thời điểm không tốt cách đây khoảng chừng là hai ba tháng đó thì dòng tiền âm rất là nhiều từ những quỹ còn lại ngoại trừ BlackRock rất là khác biệt luôn các bạn đây đó hoàn toàn không bình thường và không tự nhiên BlackRock đang làm một cái gì đó các bạn và họ đang cần rất nhiều Bitcoin họ có tích lũy và tích lũy và tích lũy và tích lũy, và tích lũy. đương nhiên không biết BlackRock cũng là một quỹ đầu tư và cái tiền trong đó đã đến từ những cái nhà đầu tư cũng giống như quỹ còn lại nhưng mà tại sao chúng ta lại nhìn thấy dòng tiền lại khác biệt lớn tới như vậy và dòng tiền của BlackRock đó thì lớn cực kỳ kinh khủng luôn các bạn cho nên thường mới nói BlackRock hiện bây giờ là đồng minh của chúng ta nhưng mà trong tương lai đó thì chưa chắc là bạn của chúng ta thật ra đó chúng ta thực sự cũng không biết là blackrock đó còn có những kế hoạch gì họ không chỉ đơn giản là đi tích lũy bitcoin tại vì họ tin tưởng về bitcoin đó các bạn giống như là michael Saylor đó càng ngày chúng ta càng hiểu là michael Saylor hoàn toàn không đơn giản như là mọi người nghĩ và nếu như các bạn hiểu về blackrock các bạn đọc những cái thông tin liên quan tới BlackRock họ đã thu tóm những thị trường như bất động sản như thế nào và họ có sức ảnh hưởng ra sao thì các bạn nghĩ như vậy đó sẽ cảm thấy được là wow tương lai Bitcoin sẽ rất là khác biệt khi mà BlackRock ngày lại càng sở hữu càng nhiều và càng nhiều Bitcoin hơn và Michael Saylor ngày lại càng nắm nhiều và nhiều Bitcoin hơn trong tay các bạn chúng ta không biết được là trong tương lai họ sẽ làm gì với cái số lượng Bitcoin này nhiều bạn nghĩ đó là họ tích lũy rồi sau này giá cao họ bán không nghĩ là đơn giản gì đâu các bạn tại vì các bạn nhìn thấy được là BlackRock họ thâu tóm những thị trường khác không phải chỉ đơn giản là để kiếm tiền đâu hy vọng là thuần chỉ quá lo xa mà thôi nhưng mà dù sao đây nữa ngày hôm nay đó thì BlackRock cũng đã đỡ được cái dòng tiền ra cho những quỹ ETF nói chung đó thì cũng coi như là bằng nhau các bạn có dòng tiền dư nhẹ là 33 triệu riêng về Tevium đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được là không có đồng tĩnh gì hết thì cũng dễ hiểu y từ thì bây giờ ra vẫn đang rất là ảm đạm các bạn và Rayscale có cái lực bán là 36 triệu Nhưng mà BlackRock thì có một lực mua là 50 triệu Thì các bạn cũng nhìn thấy được là cũng đủ Để có thể đỡ được lực bán đến từ Grayscale Thì chúng ta vẫn có một cái xanh nho nhỏ là 13 triệu cho Ether ETF và chúng ta nhìn vào phần trăm bị trong có lời đó thì ngày hôm nay cho dù chúng ta thì được là giá đã điều chỉnh xuống thì bây giờ là 69.000 đô nhưng mà hồi kết thúc cái biểu đồ này ngày hôm nay là vào lúc là 70.000 đô thì mặc dù đã có một cái sự điều chỉnh nhưng mà chúng ta vẫn đang nằm trong dùng màu đỏ hiện tại các bạn là hơn 95% có lời tại vì sao tại vì ngay bây giờ tính cái mức 69.000 đô thì các bạn thực đây là cái mức đỉnh của năm 2021 rồi không có bao nhiêu người mua trên 69.000 đô đâu cho nên phần lớn những người mà họ lưu chữ bịch không bây giờ đã khả năng cao là họ đang có lời và dựa theo Classno phần trăm nó rất là cao các bạn trên 95% hiện tại và cũng có thể chúng ta chỉ chứng kiến một cái sự điều chỉnh tại vì một số người đó họ muốn chốt lời ở thời điểm bây giờ mà thôi có thể họ đã tích lũy nhiều năm rồi các bạn tích lũy từ năm 2022 thì bây giờ họ đã có một phần lời rất là lớn cho nên họ muốn quản lý rủi ro và chốt là một phần cũng hoàn toàn có thể và sau khi mà họ đã xong chốt lời rồi thì uh, thị trường nó sẽ tiếp tục ngày mai chúng ta sẽ xem coi là tình hình như thế nào và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này như mình nào muốn ủng hộ và tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit okx XM, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn!